Hello mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người một cái món ăn chay rất là thú vị nè các bạn. Đây là mình có cái nguyên liệu của mình rất là đơn giản mọi người. Thì đây là cái xác mà đậu tương đó mọi người, đậu nành đó. Mình làm sữa đậu nành xong rồi còn cái xác như thế này nè mọi người. Thì mình làm cái món này. Món này cái xác này đó cũng rất là bổ, rất là có nhiều dinh dưỡng các bạn. Thì mình xào với lại giá, và đây là cái phần mà tàu đã làm sẵn rồi nè các bạn. Nó tàu này ta tự làm nhà luôn mọi người. Cách nấu cũng rất là đơn giản ha. Thì hôm trước mình làm đó, thì bây giờ nó khô lại như thế này nè. Vậy bây giờ mình đem mình xào với cái nguyên liệu như thế này. Cái món ăn chay này đơn giản mà rất là ngon, rất là bổ dưỡng luôn các bạn. Thì bây giờ mình cùng vào bếp ha. Chiên tàu hũ cho nó vàng, nó giòn á, sẽ ngon. Món này các bạn có thể dùng tàu hũ miếng hoặc là tàu hũ cộng đều được. Tại vì cái này tàu hũ này là mình làm ở nhà đó, cho nên là mình làm luôn, mình tận dụng luôn mà. Tàu hũ này là hôm trước mình chia sẻ với các bạn về cách mình làm đó. Giờ mình làm xong rồi mình tiếp tục làm món khác các bạn. Cái này nó rất là giòn luôn. Đây xong nè mọi người đó. Bây giờ bắt đầu mình xào cái này. Mình xào đậu, lá đậu này cũng xào ít thôi, nhiều quá nó sẽ không ngon, cái này nó béo quá mình ăn ngán. Còn cái món này thì nó hao dầu. Gia vị vào. Bò chưa đưa điện cho sửa cái máy nha. Đưa điện cho đi sửa cái tivi. Làm hư tivi thì đưa điện sửa cho sao? Xin
Chắc chín. Dĩa được dĩa như thế này là các bạn ăn rất là ngon. Ăn cơm hơi bị ngán một chút nha các bạn, tại vì nó cái đậu nó béo, bả đậu nó béo, rất là béo các bạn. Mình chiên nữa thì nó sẽ béo và có dễ làm chúng ta bị ngán. Nhưng mà ăn cái món này có thể là đem bánh tráng đó, chúng ta cuốn vào ăn rất là ngon mọi người. Bánh tráng thì chấm nước mắm nó thì quá là tuyệt vời luôn đó. Rồi, video chia sẻ của mình đến đây xin tạm dừng nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi từ đầu đến giờ. Hẹn gặp lại nhé. Bye bye.